Kìa, thạch thủ đại dương, ông đến đây để làm gì? Ta kéo đại đạo hải thấu về đây để cướp lại người ta yêu. Các bóng khi dưới nàng hiện ở nơi nào? Tôi không thể để cho ông tròn bóng yêu thương ngoại trừ là ông bước qua xác chết của tôi. Đã một lần chở bên Quỳnh Sa, ngươi đã sẽ vô chợ giúp giả danh châu. Rồi bây giờ ngươi cũng cản ta nữa sao? Vì ở nơi đây tôi có cuộc phận bảo vệ cho nàng. Bảo vệ gia nhân để chờ kẻ khác thành hôn. Thật không ai ngu dở như ngươi vậy. Nhưng tôi đã hứa. Nghĩa là ta phải xuống ướp. Được, hãy đỡ. Trời, thật vũ, ông có sao không? Hình như một cánh tay ta sắp lìa khôi xác thân. Thạch Vũ ơi, tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường. Hãy thắng ông thành kẻ tâm nguyện, biết làm sao để đợt lại cho ông. Ta biết ngươi chỉ làm bổn phận, xét kỳ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện quán thù gì. Thật dù tôi rất mong mong sống chuyện đau tim vua tình, mà kẻ theo đường võ nghiệp phải đành mang. Phải, đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp do. Và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ, cứ chạy đuổi theo hư ảnh tình yêu đến lạc ngõ chạy đường. Đã làm thân chiến bài giữa tình trường, đã dẫn cứ dẫn thắng vào quỷ hiểm, chẳng chịu thức thời tỉnh ngộ hồi tâm. Để đến khi mang quả vào thân, chợt nhận biết lỗi lầm thì đã muộn. Hạnh phúc ở trong tâm tại ta không hề nghĩ đến, cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng mịt mù xa. Quả việc ta làm ta vui lòng nhẫn lành, xin đừng ai bằng lòng thắc mắc việc lỡ ta. Vì tội nghiệp nghiệp chiếu quanh nàng yêu ta, ta thiết đắm say bỏ đời số nữ theo ta làm cướp biển. Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến, để cho nàng sầu hận sống cô đơn. Giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn, vì thân ta đã quá đã tàn phế. Không, ta không thể để hèn nhờ đến ai bảo vệ. Dẫu chỉ có một tay nhưng đâu ai dễ tin thường. Thạch Vũ đại ca. Trời, Thạch Vũ đại ca, cánh tay của anh, ai đã gây thương tích cho đại ca? Cô nương, tôi... Nhà ngươi đã hại đại ca ta, thì ta phải giết ngươi trả thù. Quanh mùi có ai gây thù danh đâu mà em đồi cha. Lỗi lầm này tất cả đều do anh. Và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài học dạy ta ở đời.
đừng chạy theo ảo ảnh xa vời, đừng ao ước mua đổi khi tình tiếc dòng đơn phương. Em muốn biết tại vì sao anh lại cản ngăn em, không cho em giết gã này để trả thù cho anh. Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng. Nếu cô nương muốn trả thù, tôi cũng đành buông duyên. Quên mùi nghe anh, chúng ta rời khỏi nơi này làm cánh em giữa đất trời, đi tìm lại một mùa xuân. Đại ca ơi, mùa xuân đã đến hay chưa, sao cánh em vẫn cô đơn bay giữa khung trời quang vắng. Nếu mai kia mùa xuân không đến thì cánh em sẽ về đâu khi gió lạnh đêm sâu. Mình đã sống chung nhau qua mấy độ xuân rồi, em đã cùng với đại ca xuôi ngược qua mấy miền sông nước đại dương. Em đã quên mình và quên cả tương lai, chỉ mong được cùng ai đời đời chung sống. Nhưng đại ca cứ mãi mơ theo một hình bóng đã khắc sâu trong cùng tan cố tâm. Quanh hiền mùi, ngô huynh biết rõ lòng em lắm. Và hiện giờ đại ca tỉnh mộng, không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Hãy kể từ đây gặp bỏ chuyện xa chơi, đời kiếm điện chúng ta bay về dùng dương bắc. Tiếp nối mộng giang hồ giữa trời nước bao la, chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua, đừng nhắc nhở đừng nhớ nhung thắc mắc. Chúng ta là đôi chim biển tung mấy liền cánh giữa không gian giờ bức chân tận. Thiền ra khơi kịp hôn lễ linh đình, chơi sông bước ta hương cần chân mặt. Anh qua chúng lập lòe sôi đỏ mặt, tất cả chỉ còn tình chứng thật của đôi ta. Có lẽ ông Minh đã phát giác chuyện đột nhập của hai người. Chúng tôi rời khỏi nơi này cảm ơn lòng tốt của áo vũ cơ hàng, và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ đi quanh mùi.